tôi đặt trống ngoài sau để kêu con. Trung thì rất là đông lớp này đó chị. Mặt tao chứ nhé. Ờ, đợi mới ăn còn cá sữa liền chứ. Yeah.
ngoại hình ra sân, những gương mặt ưu tú. Ok, đi ra trước, chúng ta thắng rồi. Thắng rồi, ok. Tránh ra chỗ hở. Chạy đi. Ok. Đi ra ngoài, tao thay áo luôn. Đi. Đi ra ngoài. Trước 2:30. Đi vòng sau lưng thầy. Đi vòng sau lưng thầy, phép lịch sự đơn giản. Đi vòng sau lưng thầy. Đi vòng sau lưng thầy. Khoan, chạy đi ra trước chứ. Thằng Khoa á. Khoan, mày cầm tao đi. Khoan. Đây nè. Khoa, tao lấy cái áo kìa. Nè, cầm đi, cầm. Nào biết sao cái rồi. Dạ. Mập đồ quánh nó té. Kéo luôn. Rồi, ông cầm cái, ông đi ra trước. Nhưng quá. Quá vậy. Tôi kêu. Thank you.